Xin chào Thành Công. Chào Nguyễn Thanh Bích Lê. Mới cắt máy nè, nhìn mắc cười không? Ăn cơm chưa gì em dễ măng rồi. Mọi người ăn tối hết chưa? Này em like men lúc. Nhìn cái đó này mắc cười quá ha. Nhưng mà cái filter của nó vậy á, không tắt được. Em chào Chí Minh. Đúng rồi, nhưng mà không tắt cái mũi được. Nhưng lại không quá chăm sóc ngoại hình. Một người giỏi như con da trắng, nhưng phải biết tập đặt tay chân mày. Đợi em xíu em zoom lên cho mọi người nha. Xem cho em xin một lượt chia sẻ nha, nay em like men lớp. Chị ơi, chị có phát code riêng không ạ? Dạ có nha, Việt Anh Nguyễn. Mọi người muốn nhận code đó thì giúp em làm hai bước nha. Bước thứ nhất là chia sẻ bài, sau đó cắt màn hình lại. Bước thứ hai là đăng ký game, sau đó quay video lại gửi em hai cái đó nha. Em phát code cho mình. Hình như nay có code 50 thôi à. Đúng rồi, nay có code 50 thôi à. Không có tắt cái nón được. Không biết sao nữa. Cái filter này nó có mình cái nón à. Mọi người muốn nghe bài gì không? Em chào Trần Minh Thắng nè. Chào Nguyễn Hoàng Sơn. Mọi người xem cho em xin một lượt chia sẻ nha. Em cảm ơn Tiến Đạt. Chào Hàng Vĩ. Em share cho em code 50 đi ạ. Chia sẻ bài với đăng ký game nữa nha Việt Anh Nguyễn ơi. Giúp em đăng ký game nữa nha. Phải có video đăng ký game thì em mới phát code cho mình được. Nay có code 50 thôi à. Xin sẵn rồi đâu cần filter. Thôi, phải cần chứ. Về đây đi lạnh cống. Ở trong đây cũng ở trong Nam cũng chuyển mùa nè, sắp đang mưa phùn với lạnh rồi nè. Em chào Lê Sơn. Vậy làm xong chị check tin nhắn từ dưới trước hả chị? À không, em check inbox ở trong live này luôn nha. Mọi người muốn nhận code thì làm giúp em hai bước nha. Bước thứ nhất là chia sẻ bài, sau đó cắt màn hình lại. Bước thứ hai là đăng ký game, sau đó quay video lại, gửi em hai cái đó nha. Hôm nay có code 50 thôi à, nên là mọi người giúp em đăng ký nhiều lần nha. Mỗi người đăng ký được tới 5 lần luôn. Bà chị ở đâu á? Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị thấy em chưa nè? Chị thấy Trần Minh Thắng nha. Em cảm ơn Huyền Trân. Mặc áo vào wrestling đang xem live. Má còn nhỏ này.
Mẹ chị đang dưới nhà ăn cơm á. Điện thoại mẹ chị đây nè, sao mà coi được. Các cái máy này nhìn đẹp không Nhi? Nhìn mắc cười quá à. Hối hận khi đã cắt máy. Em cảm ơn Võ Anh Duy nè. Mọi người xem cho em xin một lượt chia sẻ nha, với lại một lượt đăng ký game. Để em check inbox cái. Thấy có tin nhắn rồi nè. Ai muốn nhận có thì cứ nhắn tin cho em nha, gửi cho em hai cái đó đó, hai một một chia sẻ với lại một lượt đăng ký game. Em thấy tin nhắn của Trần Minh Thắng rồi nha. Mai lấy có hết hả? Sao em thấy có mấy tin nhắn à? Mọi người muốn nhận có thì có nhắn tin cho em nha, em không phát có trong like. Em cảm ơn Đức Huy nè. Mọi người ơi, hôm nay chỉ có code 20 thôi, nên mọi người giúp em đăng ký 3 lần trở lên nha thì mới được code nha. Đăng ký 3 tài khoản game mới á. Không nhận code mà nhận em có được không? Em chào Võ Văn Lộc. Quay 10 video là được. Code 500 mà. Code 500 đâu ra, có code 50 thôi à. Làm gì có code 500. Code game gì á chị? Đây là code của Game End Club nha. Em làm đủ rồi à. Ok Nguyễn Việt Anh à. Không cần code luôn hả? Không cần code thì đăng ký game giúp em đi. Em chào Bùi Nguyễn Bảo Minh nè. Em vừa like với lại vừa check inbox nên nó nên nhiều lúc hơn im lặng một chút xíu. Nhìn cái máy mắc cười mọi người. Chào nhau cái chị ơi, em chào Bùi Nguyễn Bảo Minh nè. Không lấy code có được inbox không? À, đăng ký game giúp em đi, đăng ký tài khoản mới giúp em đi. Bên em nghiệm thu tài khoản mới á. Nếu như mọi người yêu mến em thì giúp em đăng ký game đi. Chào em đi chị, em chào Thái Nhật Khôi. Thắng vừa đăng ký. Đợi em xíu em check inbox của mấy bạn này cả nhà. Giúp em á là đăng ký 3 lần trở lên nha. Tại vì hôm nay á có code 50 thôi à, không có code 10, không có code 20 luôn, có code 50 thôi à.
Thường là đăng ký 5 lần em mới phát có 50 á, nhưng mà hôm nay 3 lần thôi được rồi. Anh chưa thấy ai đẹp như em cả. Em cảm ơn Văn Khánh Ngô. Em chào Trần Minh Thắng nè. Trần Minh Thắng đợi em xíu nha. Đợi em xíu, em thấy tin nhắn mình rồi. Đợi em phát code xíu nha mọi người. Ai muốn nhận code nữa thì cứ nhắn tin cho em nha. Làm đủ hai bước như em nói á. Bước thứ nhất là chia sẻ bài, sau đó cắt màn hình lại. Bước thứ hai là đăng ký game nha. Đăng ký game nhớ quay video lại ạ. Cáp giật mình ghê. Chị xin tin nhắn em đi. Ok Chí Minh à. Ủa đâu có thấy tin nhắn mình đâu. Nhanh tay lên mọi người ơi. Hôm nay có ít code lắm. Có tầm mười mấy hai chục code à. À cái gì. Phải đăng ký 3 tài khoản trở lên nha. Tại vì hôm nay có 50 á. Trời ơi đừng có gọi em. Em chào Hiền Trung hả? Phải không ta? Tại vì không giấu không biết đọc. Em cảm ơn Văn Khánh Ngô. Chào Thành Đạt nè, chào chồng yêu. Chồng yêu ơi, chia sẻ bài cho em với chồng yêu. Em xin có Phạm Như Giang ơi. Làm giúp em hai bước nha. Bước thứ nhất là chia sẻ bài, sau đó cắt màn hình lại. Bước thứ hai là đăng ký game nha. Đăng ký giúp em 3 tài khoản nha. Em phát code 50. Tại vì hôm nay có code 50 thôi à. Tải game đi các. Xem tin nhắn của em đi chị. Ok Hải Phong nè. Chị ăn gì xinh gái thế. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Thấy em inbox không nè chị. Nguyễn Nam hả? Đợi em một chút xíu nha. Em thấy tin nhắn của Nguyễn Nam nha. Nguyễn Nam ơi, gửi video đăng ký giúp em nha, đăng ký game giúp em nha. 3 tài khoản game mới nha. Đợi em check inbox cái. Show nát đi. Con nhỏ này. Con nhỏ mất dạy này.
trời ơi, sao mọi người cứ gọi hoài vậy? Lắc thế chị hả? Ủa đâu có lắc đâu ta. Không hỗ trợ quay thì chụp cắt màn hình đi, cắt màn hình ba cái tài khoản mới đó gửi cho em cũng được, đâu cần quay đâu. Có lát đâu ta? Ồ đúng rồi, có lát đâu ta. Nguyễn Nam ơi, cắt màn hình cũng được nha. Cắt màn hình ba tài khoản game mới giúp em. Game này đánh có nó khóa nít á chị. À chị, đâu có đâu. Đâu có khóa nít đâu, em vẫn chơi bình thường mà. Em vẫn nạp code em chơi bình thường mà. Chị chạy quảng cáo được dạ. Ủa tưởng chị người miền Bắc à, thì người miền Bắc mà ở trong Nam thì sinh ở ngoài Bắc nhưng mà ở trong Nam, hiểu không? Hiểu ý em không? Mọi người muốn nhận có thì có nhắn tin tiếp với em đi nha. Làm giúp em hai bước, chia sẻ bài với đăng ký game. Các bạn hình là nhắn tin cho em là được. Hôm nay có code 50 không à? Thường là đăng ký 5 lần á, 5 tài khoản á, em mới phát code 50. Mà hôm nay có 3 cái là em đã phát code 50 rồi. Sao người em nhỏ nhỏ mà. Cái gì vậy? Em chào Thanh Duy. Hiểu luôn. Em cảm ơn anh thành công rất là nhiều luôn. Lần nào em like cũng vô đăng ký game ủng hộ em hết trơn á. Đăng ký lần hả, cái chục tài khoản không à, 5-6 lần luôn nè, 4-5 lần luôn. Chào chị yêu nha, em chào Kiệt Lê. Làm biểu cảm dễ thương ghê trời. Em cảm ơn Phạm Bằng. Áo chị trắng thế. Để phát code cho mấy bạn đó cái. Đợi em một chút xíu. Vừa phát code mà vừa like á, nó hơi lâu chút xíu. Chị cười đẹp quá, em cảm ơn Dũng Phan. Em chào Kiệt, Lê Kiệt. Để kiếm bài nào hay hay nghe. Chị ơi sắp đi học lại rồi, sắp được gặp chị rồi. Trời ơi. Ủa Chí Minh học học chung trường chị hả? Khi chị đẹp gái. Chào Mai Trần Minh Chí.
ở trong cái gì ta, ở trong cái filter mà để like ở trên phút nè, nó không có cái nào hết trơn á, nó có mình có cái này, tự nhiên cái bên em nó bị mất hết trơn luôn. Like này tự nhiên nó có cái nón kỳ kỳ á, mà không tắt được, không tắt cái nón được. Mọi người mọi người đăng ký game tiếp đi. Em nói chuyện vậy thôi chứ em vẫn chắc inbox nha. Cứ làm hai bước như em nói á, chia sẻ bài, cáp màn hình, đăng ký game, quay video, gửi hai cái đó cho em là em phát code cho mình. Mà hôm nay á, giúp em đăng ký 3 tài khoản mới nha. Tại vì code 50, thường ngày 5 lần em mới phát code 50 đó. Hôm nay 3 lần mà em phát code 50 rồi. Cười đi chị ơi. Hôm nay ít code lắm. Để cam thượng đi, thứ anh muốn nhìn thấy là mặt bình thường của em. Hảo thơ nữa đó, hảo thơ nữa đó. Link game em có ghim ở dưới comment để trên caption kìa, tải lẹ đi. Nãy giờ mà mới đăng ký được chắc mười mấy hai chục tài khoản à, sao mà đủ. Đăng ký kiểu này chắc lần sau phải mấy tuần nếu mới like được quá. Em cảm ơn Hiền Chung mà. Nói trước là hôm nay ít code nữa nha. Chắc em bóc một hồi là không còn code nào luôn á, nên nhanh tay đi. Em thấy tin nhắn của Nguyễn Phúc Huy rồi nha. Nãy giờ mà chắc được có 20 tài khoản quá à. Tạo kiểu đi, em chụp hình cho. Thôi, làm biến quá à. Làm thế nào để được em à, Phạm Bằng ơi, giúp em chia sẻ bài với đăng ký game đi. Để em add. Hứa luôn. Đăng ký càng nhiều tài khoản càng tốt. Vào tin nhắn chờ đi chứ tôi muốn gì ạ? Lại xem báo tôi. Ok Hoàng Hòa Mô gì đó. Mọi người ơi, muốn accept hay là code, lấy code gì đó thì giúp em chia sẻ bài để đăng ký game nha. Hôm nay có code 50 không à, nên giúp em đăng ký 3 tài khoản nha. Game gì vậy? À, Dương Quốc Anh ơi, cái này là game Man Club nha. Chị check inbox. Em ok Phạm Như Giang. Ủa sao không thấy tin nhắn của mình ta? Sao em không có thấy tin nhắn của mình á? Rồi đó hả? Cáp màn hình nhắn tin cho em nha. Ủa Phạm Như Giang ơi, em đâu có thấy tin nhắn của mình đâu. Em coi nãy giờ đâu có thấy tin nhắn mình đâu ta.
Em cảm ơn Nguyễn Dũng. Em nhắn qua mét ạ. Ủa, tao để xem lại coi. À, thấy rồi, thấy rồi. Nãy giờ mới thấy luôn á. À, chia sẻ bài nữa nha Phạm Như Giang. Em mới thấy mình đăng ký game 3 tài khoản đủ nè. Gì vậy? Chị chào em được không? Em chào Trang Nhung nè. Chị xinh quá trời. Em cảm ơn Phi Hùng. À, chào Nguyễn Dũng. À, mà thấy em cắt cái máy này thì mắc cười không? Nhìn bớt già đúng không? Nhưng mà em không thích cái máy này xíu nào hết trơn á. Cắt xong thấy hối hận quá. Chào Trang Nhung nè. Em chào mình. Em chào chị yêu. Chia sẻ nhóm được không chị? Được nha. Được, được nha. Có chia sẻ được rồi. Giúp em chia sẻ nhiều lần. Lên màn hình game cho mọi người xem nha. Em lên màn hình game lớp cho mọi người xem nha. Có ai mà chưa từng chơi game này không? Hình như bên em ai cũng chơi rồi hay gì á. Phát muốn gần hết có rồi nè. Có ai chưa chơi game này không? Em lên màn hình game cho mình coi nha. Ok Phạm Như Giang, đợi em chút xíu. Gửi cho em đi. À, để em check inbox cái rồi em lên màn hình game cho mọi người xem. Trời ơi trời, sao lạ quá à. Chị kết bạn em với Nguyễn An ơi. Giúp em chia sẻ bài với đăng ký game nha. À, bài gì ta? Đại lộ đông tây à? Có bài đại lộ đông tây nghe. Đợi em xíu em phát code cho bạn này cái. Phát lại hả ta? Ủa đâu có phát lại đâu. Đâu có phát lại đâu. Tại vì vừa like vừa phải check inbox nè nên nó hơi lâu. Ok, ok Nguyễn Phúc Huy nè, đủ rồi nha. Chết bà rồi. Phát cho anh chơi luôn nha. Ok Phạm Bằng, nhắn tin cho em nha. Làm đủ hai bước chia sẻ bài với đăng ký game giúp em nha. Chị bỏ cái mũ đi, cũng muốn bỏ lắm nhưng mà không có được. Nó là cái filter vậy rồi, không có bỏ ra được. Ủa, à đúng rồi.
Nãy giờ phát nhiều cái quên luôn rồi nè. 6 cái, 7 cái. Giúp em đăng ký 3 lần nha, đăng ký 3 tài khoản game mới được nha. Ây da, tê chân quá. Ây da, nhắn rồi mà, ok Phạm Bằng đợi em xíu, tê chân quá nè. Rồi, đợi em xíu em chơi bóp cái. Ây da, trời trời. Em 3 tài khoản luôn nha. 3 tài khoản game nha, tại vì hôm nay em có phát có 50 á. Ok, đã nhận code của chị. Ok, Nguyễn Phúc Huy nha. Ok. Tài khoản giúp em nha. Em thấy nhiều người gửi cho em nhưng mà mới gửi có một tài khoản à, không đủ. Phải 3 tài khoản nha, tại vì anh em phát có 50 á. Không phải đi về nhà trước 10 giờ tối. Em lớn rồi mà. 3 tài khoản mới đủ nha. Trước mắt em là bầu trời trong xanh. Em cứ vô tay chạy đi thật nhanh. Nào có biết rằng ngày em lớn. Trời ơi. Em sẽ đỡ đau hơn bây giờ. Đời đâu giống đôi vần thơ. Em nhận ra thế gian ai cũng làm ngờ. Khóc với ai bây giờ. Vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều. Không có ai muốn nghe em lặng thinh. Chị bao nhiêu tuổi vậy? 18 à. Mới 18 tuổi à. Em chào Thanh Huy. Rep em ạ. Ok Nguyễn Thanh, Nguyễn Thương Anh à. Nhắn tin cho em nha, gửi cho em gửi cho em hai cái thứ nhất là chia sẻ bài, cái thứ hai nữa là ba tài khoản đăng ký game nha, ba tài khoản mới nha, đăng ký ba tài khoản mới mới được. Link game thì em có ghim sẵn ở dưới comment với ở trên caption á. Đã nhận được code ạ. Ok Nguyễn Thương Anh. Để em phát code cho, đợi em xíu. Bạn đã bận đăng ký không xem được like. Giờ sao ạ? Em cũng muốn cho em bóc nè. Cảm ơn anh rất. Mọi người làm, mọi người giúp em.
Chào Hà Phi Hùng nè. Trời ơi, bận check inbox mà like mà không nói chuyện luôn. Like mà không nói chuyện luôn chứ. Đợi em xíu, trời tin nhắn nhiều quá, nhìn muốn sản luôn vậy. Trời ơi, mọi người ơi, đăng ký tài khoản mới nha, đăng ký tài khoản mới giúp em. Em thấy có mấy anh gửi em tài khoản cũ, trời trời. Em nhìn em biết cũ hay mới nha, đừng có dụ em. Buồn thiệt chứ. Để em phát code cái rồi em xíu. Trời ơi, gần hết code rồi chị ơi. Mới like mà gần hết code rồi nè. Mọi người nhanh tay nha, em gần hết code rồi. Đợi em chút xíu em phát code cho bạn này nữa cái. Mọi người ơi, tài khoản cũ hay tài khoản mới em nhìn một cái là em biết liền nha. Nên đừng có gửi cho em tài khoản cũ xong rồi lấy code cho em, dễ kỳ lắm. Đăng ký 3 tài khoản không có mất bao nhiêu thời gian hết đó mọi người ơi. Em gần hết có rồi, hay chị Trang nha. Em chào Quốc Khanh. Em cảm ơn Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc. Bớt xin đi nha, xin quá vô ngắm thôi chứ không đăng ký gì nữa. Cái gì kỳ vậy, phải đăng ký chứ. Chào Lưu Tuấn Đạt. Rồi để em sạc pin cái hết pin. Để sạc pin điện thoại cái. Gọi tên em đi chị ơi. Cái gì vậy?
Cái gì đây? Xuân quá vô nắm rồi chứ. Đăng ký giúp em đi, trời. Để phát có cái đợi xíu nha. Không nha em, nhỏ này nó xéo sắc ghê trời. Bạn em nó bị táo bón. Chị gọi tên nó giúp em. Nó tên trên bội anh. Má cái tội này trời. Trời trời, mắc cười thiệt chứ. Gần hết có rồi mọi người. Còn tầm 5-6-7 cái gì đó. 6-7 cái gì đó. Sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh 2004. Em chào Quốc Khanh nè. Trời, viết 2004 luôn hả? Mỏng quá chị ơi. Vậy thôi muốn không mặc áo này nữa được chưa? Chị học trường Lê Minh Xuân hả? Đúng rồi, Lê Minh Xuân. Học Lê Minh Xuân đó. Chào Vàng Trung gì, Vàng Trung Thành. Ủa sao chị không đọc comment em? Có thấy đâu mà đọc. Chị khinh em hả? Má con nhỏ này. Có thấy đâu mà đọc. Giờ mới thấy nè. Comment gì vậy? Cái gì chị yêu tâm hồn. Đẹp dữ. Hãy gõ phím 1 để Trịnh Bội Anh biết. Cái con nhỏ này. Cái con nhỏ này trời. Gần hết có tự nha mọi người. Còn có 5-6 cái rồi. Lẹ đi. 3 tài khoản game mới. Với lại chia sẻ bài. Bữa lẹ đi nè. Còn có 5-6 cái nữa à. Hôm nay có 50 không luôn á. Tường Trần ơi, giúp em đăng ký 3 tài khoản rồi nha. Thêm 2 tài khoản nữa mới đủ. Có 50 lần mà. Mọi người ơi, 3 tài khoản trở lên luôn nha. Có 50 lần mà. Đợi đợi em chứ. Nè mọi người, làm giúp em 2 bước nha. Bước thứ nhất là chia sẻ bài, sau đó cắt màn hình lại. Bước thứ hai là đăng ký 3 tài khoản game mới. Quay video lại, gửi cho em mấy cái đó đó. Em phát cho mình. Chứ
chứ không phải là chia sẻ là được có đâu nha, phải đăng ký game nữa. Gọi Trang là rác vì banh xứng đáng giá 3 tỷ. Nhỏ này nói gì trời. Ủa sao tối vô ta? Thôi thấy bà rồi. Ủa sao tối vô ta? Tình gì ạ? Nhanh. Ok Nguyễn Hoàng Anh. Ok Nguyễn Hoàng Anh, em thấy rồi, em thấy comment rồi, đừng có spam nữa nha. Em thấy comment rồi. Vậy mà còn tối. Hồi nãy nó sáng lắm mà sao giờ nó tối quá ta? Kỳ vậy? Đợi em xíu em phát có cái trời. Trời ơi. Đâu quên luôn rồi nè. Rồi còn có 5 cái, còn có 4 cái code nữa nha. Gần hết code rồi. Mở nghe hai bộ cái gì vậy? Gắn fan cứng cho anh đi. Không có gắn fan cứng được. Cái fan cứng này á, cái fan cứng này là kiểu ai mà tương tác thường xuyên á, chăm tương tác thì nó mới nó tự phát luôn. Lên qua dòng người vẫn đang đi chân tay sẽ lăn bay.
ra trường 2 năm đã thấy. Rồi sao? Từ từ để em xíu em phát code cái. Hết bạn nó code rồi còn đâu nữa. Nay ít code quá nên là hết sớm. Cái gì màu xanh ra đi cái gói má ơi. Còn đúng hai code cuối cùng, còn có hai code thôi nha, nhanh tay lên. Tặng quà cho rớt thì mình nên tặng món gì chị? Là nam hay là nữ? Em ơi em có người yêu chưa? Chưa nhá. Chị xin lắm nên em đặt xỉu. Con bé này, con chó Lưu Tuấn Đạt. Trời ơi, Trịnh Bội Anh và Lưu Tuấn Đạt, hai đứa mày chửi lộn trong đây hả? À, em chào Dũng Bùi nè. Mình tặng quà cho rớt thì mình nam hay là nữ, đừng có spam comment coi. Trời ơi, em thấy cái gì vậy trời, tặng cho nữ hả thì tặng son, tặng son nghĩa là vậy. Hoặc là nếu mà biết lựa đồ hơn thì tặng quần áo hoặc là giày cũng được. Bờ vai của anh là nơi mà em thích. Thiệt. Hoặc là nhà anh cảm ơn em ấy. Cái gì vậy? Hay em về làm con dâu họ nhà anh đi. Dĩ trời. Thôi để em phát cho xong code luôn nè. Hôm nay ít cót quá. Hôm nay ít cót mà có 50 không à. Có biết người ta thích son gì đâu chị. Thì rớt của em thì em phải để ý coi nó xài cái gì chứ. Tặng dây chuyền được không chị? Cũng được đó. Cái thằng bé này, mày tặng nó cái đó là coi như nó đá mày luôn á. Lẹ lên mọi người ơi, còn có đúng cái hai cái code cuối cùng. Ủa? Hết. Chết bà. Mọi người ơi, hết cốt rồi.
hết cát rồi mới tình yêu ơi. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh ủng hộ em. Dạ, Văn hứa sẽ ngoan ngoãn làm người yêu Trần Đức Bo. Trời ơi, cái thằng này. Bye bye anh đi. Ủa em chưa tắt like mà. Vẫn còn like mà. Vẫn còn nói chuyện mà. Biết là mình thích nhau. Còn chẳng xa hơn thời để tính sao. Vẫn nhau thôi không. Sao tự nhiên hả? Nó tối tối mà nó đen đen sao ta? Kỳ cục vậy. Khoảng bao lâu thì tỏ tình được chị? Tao nói thiệt luôn á, tao mà biết mấy cái này tao không có ế đâu. Tao mà biết mấy cái vụ mà tỏ tình được cái kiểu là tao đâu có ế. Hỏi sai người rồi, sai người sai thời điểm. Thế giờ em ở đâu anh vào định cư sống à? Hàng xóm nhà em luôn. Trời ơi cái gì vậy trời. Em ở Việt Nam. Nói chuyện xíu rồi em offline nha. Em phát hết code rồi. Kết bạn với mình đi mình. Cho hết ế luôn. Thôi. Thích độc thân duy tính à. Em phải giống em chứ em giống chị làm gì. Chị có gì đâu mà giống. Em mới 24 à. Em mới 18 tuổi à. Em cười vậy anh ngủ không được đó. Vậy trời. Không biết trường Lâm Sơn năm nay còn ai xinh như chị không nhỉ. Em mới vào học năm nay. Xinh lắm. Trường chị nhiều gái xinh lắm. Làm sao liên hệ trao đổi công việc với bạn được vậy? Nhắn tin cho em nha. Lát nữa em sẽ check inbox. Lát nữa xuống like em sẽ check inbox nha. Trời ngứa mũi. Ngứa mũi xin lỗi xin lỗi. Thay áo đi mà hả? Em offline tới giờ rồi. Nếu mà mọi người không thích thì lần sau em không mặc áo về nữa được chưa? Nửa like TikTok đi bạn. Để coi. Làm kiểu cute đi. Làm gì trời. Chị nói chuyện dễ thương xỉu. Cảm ơn Diễm nha. Em mở bài gì nghe coi. Em ở quận mấy thành phố thế? Bí mật. Không nói đâu. Lâm Sơn nhiều gái xinh lắm hả chị? Nhiều lắm. Mai mặc áo hở hơn đi. Cái thằng này trời. Mình sẽ ủng hộ bạn hết mình luôn. Tí ra inbox nha. Ok. Mọi người muốn em nói chuyện với mọi người Thì đăng ký game cho em tiếp đi. Với em đăng ký game tiếp đi. Nếu mà mọi người yêu mến em. Chị có tính học đại học không? Trời ơi có chứ. Phải học chứ, đang học đang thi đại học mà. Rượu rớt đi ăn được không chị? Đi đây, rủ đi. Sức
rapper idol đi chị. Gì vậy? Chúng sẽ chấp nhận các bạn với mình nha, bạn Hiền. Ai trời. Anh đăng ký cho em 100 nít cũng được. Ok, đăng ký đi, nói là phải làm nha. Nói 100 là phải đủ 100 nha. Để anh kêu dòng họ. Kêu dòng họ vô đăng ký cho em. Em thích con trai công an không? Ai mà biết. Không có gu. Không cần học em nuôi. Phải học chứ. Muốn thành công, muốn giỏi thì phải học chứ. Chàng có đi thi bản lĩnh với ông không? Quá cái thằng này trời. Banh rủ mày đi thi bản lĩnh với ông kìa. Bớt tấu hài đi nha, lô tấu đẹp. Mọi người đăng ký game cho em đi. Em đồng ý add anh đi. Dũng Bùi hồi nãy mới nói là đăng ký 100 tài khoản đúng không? Đăng ký đủ 100 tài khoản đi nha. Đừng có thất hứa. Em đọc comment em nhớ rồi đó. Em đang học 12 à. Dạ đúng rồi. Xin gu của Trang hả? Em không có gu luôn. Không biết, không có. Thế chắc xin gái học còn giỏi nhỉ? Không. Em học đâu có giỏi đâu. Em học bình thường à. Học cũng dở lắm. Còn quên trước quên sau nữa. Có khi em học online còn ngủ quên mà. Ngủ quên vì cô chửi quá trời. Quê ở Thanh Hóa, làm sao hôn được con người ta chị? Trời ơi, cô còn chưa được đó mà đã đổi gì trời. Dũng Bùi à, 100 tài khoản nha, 100 tài khoản game nha. Hồi nãy mới nói là kiếm 100 tài khoản game. Làm lẹ đi. Thôi em offline nha. Em offline nha. Em offline nha. Có tuyển người học hộ không em? Không. Em hỏi đề phòng trước. Bye bye em ngủ ngon nhé. Dạ ok bye bye Dũng Bùi. Thôi bữa gì là không được rồi em. Hết vui rồi nha Nguyễn Hoàng. Em chào Phạm Như Giang. Thôi chị. Thôi offline nha. Bye Thanh Duy nè. Bye bye mọi người nha. Bye bye Diễm. Bye bye em đi. Bye bye em tắt like nè. Có sử dụng bao nhiêu ngày vậy chị? Là sao ta? Thì mình nạp vô thì mình xài thôi chứ có sử dụng bao nhiêu ngày là sao? Bye bye. Bye bye mọi người. Hẹn lần sau gặp lại. Lần sau em sẽ lên live tiếp.